Barca có nguy cơ trượt dài như Arsenal. Cuộc cạnh tranh ở đỉnh cao bóng đá châu Âu luôn khắc nghiệt và mỗi khoảng thời gian tụt hậu luôn khiến các câu lạc bộ lớn phải trả giá đắt. Trước khi mùa giải 2021-2022 bắt đầu, chủ tịch Barca Juan Laporta và nhiều thành viên ban lãnh đạo đội bóng thường xuyên nói về sự kiên nhẫn. Barca đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ. Sự rời đi của Lionel Messi chắc chắn chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tuy nhiên, câu hỏi với các nhà lãnh đạo Barca là khi nào thì đội bóng xứ Catalonia mới có thể trở lại đội bóng tầm thường. Barca không thắng trận thứ 3 liên tiếp sau thất bại 0-3 trước Bayern Munich và hòa 1-1 hú vía trước đối thủ Granada, một điểm tẻ nhạt mà Barca có được trên sân Cadiz ở vòng 6 La Liga rạng sáng 24 tháng 9. Không khiến nhiều người ngạc nhiên. Barca được đánh giá cao hơn Cadiz, nhưng khi trận đấu kết thúc, người ta đã hiểu tại sao đội bóng xứ Catalonia rơi vào khủng hoảng. Trước đó vài ngày, Koeman và các cầu thủ bị chế giễu vì tạt bóng 54 lần trong trận hòa Granada. Một Barca kiểm soát và đập nhả đẹp mắt trong quá khứ đã biến mất, thay vào đó là một đội bóng chơi trực diện và tấn công bằng đủ mọi cách. Koeman phải chịu trách nhiệm cho lối chơi thất vọng của đội bóng chủ sân Camp Nou. Nhưng lỗi liệu nằm có hoàn toàn ở huấn luyện viên người Hà Lan sau khi để cặp trung vệ Pique và Araujo lên đá tiền đạo ở trận gặp Granada. Ông Koeman thừa nhận Barca không còn có thể chơi tiki-taka như trước. Đội bóng buộc phải làm như vậy vì thiếu nhân sự. Tôi vẫn muốn Barca thi đấu với lối đá phối hợp đặc trưng nhưng phải thay đổi vì tình hình thực tế. Koeman cho biết huấn luyện viên người Hà Lan không nói dối. Ở mùa giải trước, Barca của Koeman vẫn có những mảng miếng phối hợp trung lộ đặc trưng. Từng có nhiều năm thi đấu ở Barca cũng như dẫn dắt các câu lạc bộ hàng đầu Hà Lan, Koeman thừa hiểu ông sẽ bị chỉ trích thế nào nếu đội bóng xứ Catalonia chơi theo kiểu tàn cảnh đánh đầu. Các bạn phải thực tế, phải nhìn vào đội hình Barca đang có với những con người đang vắng mặt, Koeman nói sau trận hòa Cadiz. Chúng tôi luôn cố gắng từng trận đấu một, nhưng với tình hình nhân sự hiện tại là không dễ dàng. Koeman thực tế bị chỉ trích nặng nề từ vài tuần qua vì công khai chê bai năng lực của đội hình Barca hiện tại. Trả lời phỏng vấn trên kênh Nốt của Hà Lan, cựu thuyền trưởng Everton bảo rằng cứ nhìn vào các buổi tập là biết trình độ cầu thủ Barca như thế nào. Huấn luyện viên Hà Lan cũng ám chỉ sự lệ thuộc vào của Barca và Messi khi siêu sao người Argentina ra đi. Phần còn lại của đội bóng không đủ năng lực để khỏa lấp khoảng trống Leo để lại. Cuộc khủng hoảng tài chính của Barca không giúp ích gì cho Koeman trong việc tái thiết hậu kỷ nguyên Messi. Sau khi để Atletico Madrid ép giá thành công thương vụ mượn Anthony Jackman ở ngày cuối của phiên chợ hè 2021, Barca phải mượn Luke de Jong, người khi đó không còn được đá chính tại Sevilla để chữa cháy. Luke de Jong thậm chí đá chính cho Barca ở vai trò trung phong trong 3 trận gần nhất. Trước Granada, Koeman phải sử dụng Josep Demir, chân sút sinh năm 2003 để đá cặp cùng De Bay và De Jong trên hạ công. Với một hàng tiền đạo có chất lượng như thế, không khó hiểu khi Barca chơi bế tắc trước Cadiz. Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa, De Bay trở về đúng với đẳng cấp vốn có của mình trước khi đến Barca. Chân sút người Hà Lan bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất, chơi bóng rườm rà và còn lâu mới có thể cứu giúp Barca khỏi cảnh khó khăn. Cú dứt điểm đi ra ngoài ở trong tư thế thoải mái ở phút bù giờ cuối cùng trận Cadiz của De Bay đã nói lên tất cả. Cựu tiền đạo của Man United 2020 De Bay cũng thường mất hút trong những trận cầu quan trọng. Người hâm mộ Barca có lẽ không thể kỳ vọng gì nhiều hơn ở bản hợp đồng theo dạng miễn phí từ Lyon. Đội bóng tầm trung của nước Pháp ở hàng tiền vệ, tài năng trẻ Gavi được AC One bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Việc Barca dựa vào một cầu thủ sinh năm 2004 như Gavi cho thấy sự xuống dốc của đội bóng này. Huấn luyện viên Arsene Wenger từng nói rằng khi một câu lạc bộ hay huấn luyện viên quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, họ phải hiểu rằng hiếm mầm non nào có thể vụt sáng ngay lập tức. Bất kỳ việc sử dụng cầu thủ trẻ nào cũng sẽ khiến đội bóng phải hy sinh thành công trong giai đoạn ngắn hạn, hoặc thậm chí đó là đánh mất cơ hội cạnh tranh những danh hiệu cao nhất như Arsenal trong một thập niên qua. Những phát biểu gây hấn của Koeman với lãnh đạo Barca và truyền thông xứ Catalonia trong thời gian qua không phải vô lý. Huấn luyện viên người Hà Lan tin rằng khi ông buộc phải sử dụng các cầu thủ 17 hay 18 tuổi, đừng bao giờ kỳ vọng quá nhiều. Khi nào Barca sa thải Koeman? Bây giờ câu hỏi với ban lãnh đạo Barca có lẽ là khi nào chứ không còn nên hay không nên sa thải Koeman nữa.
mối quan hệ giữa huấn luyện viên người Hà Lan với ban lãnh đạo và người hâm mộ Barca đã xấu đi trong vài tuần qua, thậm chí Koeman có thể đang đánh mất phòng thay đồ của đội bóng xứ Catalonia vì sự bướng bỉnh và những quyết định độc đoán. Chiến lược gia người Hà Lan ám chỉ Laporta lèm bèm và không tôn trọng vai trò của huấn luyện viên trưởng. Ông Koeman còn công khai chê bai chất lượng cầu thủ Barca hiện tại và khẳng định nhờ có Messi nên phần còn lại của đội bóng mới trông có vẻ tốt. Trước Cardiff, nhà cầm quân 58 tuổi đã bị trọng tài truất quyền chỉ đạo sau khi phàn nàn về tấm thẻ đỏ của Frankie De Jong. Cả hai tấm thẻ vàng mà Frankie De Jong phải nhận ở trận đấu vừa qua đều gây tranh cãi. Tuy nhiên, cách Koeman mất bình tĩnh cho thấy huấn luyện viên người Hà Lan hiểu số phận sắp tới của mình như thế nào. Laporta chưa bao giờ đặt trọn niềm tin vào nhà cầm quân này. Với cả tính mạnh của mình, Koeman cũng không tỏ vẻ ý nhị. Khi được hỏi về mối quan hệ với chủ tịch hiện tại của Barca, Koeman được Josep Maria Bartomeu, người đang bị các cổ động viên Barca coi là tội đồ, bổ nhiệm. Khi Laporta chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Barca vào tháng 3, ông đã muốn thay Koeman và không tin tưởng năng lực của cựu lãnh thủ người Hà Lan. Tuy nhiên, sau khi xem bản báo cáo tài chính của câu lạc bộ, Laporta hiểu việc sa thải Koeman trước thời hạn tốn kém như thế nào. Bên cạnh đó, Barca cũng không có nhiều lựa chọn tốt trên băng ghế huấn luyện nếu sa thải Koeman. Đó là lý do Laporta tiếp tục đặt niềm tin vào Koeman. Trước mùa giải 2021-2022, huấn luyện viên người Hà Lan đã khởi đầu ổn định khi cho thấy khả năng liệu cơm gắp mắm và sử dụng những cầu thủ trẻ như Gavi hay Demir. Nhưng mọi chuyện xấu đi nhanh chóng kể từ trận thua 0-3 trước Bayern Munich. Trước Bayern, các cầu thủ Barca cho thấy sự thụt lùi về đẳng cấp so với các đội bóng lớn tại châu Âu. Ngay cả khi sa thải Koeman, Barca cũng không thể tìm người thay thế. Liệu huấn luyện viên đẳng cấp nào sẽ chấp nhận giải cứu đội bóng xứ Catalonia? Nhìn quanh thị trường huấn luyện viên đang tự do và vào thời điểm hiện tại, người ta không thấy được chiến lược gia nào đẳng cấp phù hợp với Barca. Những Xavi hay Roberto Martinez đã được đề cập, nhưng họ chắc chắn cần thời gian để tái thiết đội bóng và thậm chí việc lựa chọn những cái tên kể trên cũng mang đến rủi ro cho Barca. Nếu đến Barca, Xavi hay Martinez sẽ phải hài lòng với một ngân sách chuyển nhượng hạn chế cùng việc sử dụng những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Bài học từ Arsenal một thập niên qua còn đó, sau khi Arsene Wenger rời đi, pháo thủ thậm chí đánh mất luôn suất dự Champions League của mình. Nhà Kroenke, chủ sở hữu của Arsenal vài năm qua, phải nới lỏng hầu bao để ngăn đà xuống dốc. Về nền tảng tài chính, Barca lúc này còn kém hơn Arsenal. Đội đang được hỗ trợ từ ông chủ người Mỹ và tiền bản quyền Premier League. Barca giờ kém Real Madrid đến 7 điểm và tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga. Nếu cứ chơi như thế này, đội bóng sân Camp Nou có lẽ phải tập trung cho cuộc đua top 4 thay vì chức vô địch La Liga. Mọi chuyện với Barca sẽ còn tệ hơn nếu họ văng khỏi top 4 La Liga vào cuối mùa. Đội chủ sân Nou Camp phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhanh chóng nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Arsenal vài năm qua.